อายแล้วแล้วอายtrời ơi, trên này mà chụp hình khỏa thân bảo vệ gì môi trường gì đây là đẹp luôn nè. Hào ăn được không? Con hào nhỏ hả? Trời ơi, tôi tưởng con nào. Men quá à. Là đây chơi trò chơi mạo hiểm nè. Đi qua cây cầu có mấy cái cục sắt à. Chơi trò chơi mạo hiểm nè. Nè, đi qua cây cầu qua mấy thanh sắt à. Mạo hiểm gì vậy mà mạo hiểm quá vậy? Ừ, cẩn thận nha. Rồi, tiền thử là bao nhiêu? 2 triệu. Bước qua được đó là 2 triệu đó. Bây giờ chơi đừng tắt nè. Tắt cái đèn. Đấy thôi, con cá rồi mọi người. Ghê chưa? Câu đó đâu anh? Câu đó ở đó giả đâu. Để cái tớp đàn ông đi đây, để tớp phụ nữ ta dưới chơi. Qua được cầu là 2 triệu đó nha. Ừ, qua đi cầu được là cho 2 triệu.